trống đồng Đông Sơn. Niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hóa Đông Sơn chính là bộ sưu tập trống đồng hết sức phong phú. Trống đồng Đông Sơn đa dạng, không chỉ về hình dáng, kích thước mà cả về phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn. Giữa mặt trống bao giờ cũng có hình ngôi sao, nhiều cánh tỏa ra xung quanh. Tiếp đến là những hình tròn đồng tâm, hình vũ công nhảy múa, chèo thuyền, hình chim bay, hô na có gạc. Nổi bật trên hoa văn trống đồng là hình ảnh con người hòa với thiên nhiên, con người lao động, đánh cá, săn bắn, con người đánh trống, thổi kèn, con người cầm vũ khí, bảo vệ quê hương và từng bừng nhảy múa, mừng chiến công hay cảm tạ thần linh. Đó là con người thuần hậu, hiền hòa, mang tính nhân bản sâu sắc. Bên cạnh và xung quanh con người đầy ý thức, làm chủ là những cánh cò bay lả bay la, những chim hạc, chim hồng, những đàn cá lội tung tăng. Đó đây, hình tượng ghép đôi muôn thú, nam nữ còn nói lên sự khát khao cuộc sống ấm no, yên vui của người dân. Theo Nguyễn Văn Huyên. Thọ nhỏ, Lương Thế Vinh trọ học ở phía nam kinh đô. Vinh học giỏi, thông minh và hay bày ra nhiều trò chơi lý thú. Một lần, Vinh cùng các bạn thi nặng voi, xem ai khéo. Các bạn đều phục tài của Vinh khi voi của Vinh biết cuốn được vòi, biết ve vải tai và cử động được. Vinh đã khéo lấy con đĩa làm vòi, lấy bươm bướm làm tai và gắn bốn chân voi lên mai của bốn con cua kền. Một lần khác, Vinh cùng các bạn chơi cù, một quả cù bỗng lăn tọt xuống hố sâu. Bọn trẻ tiêu nghỉu, Vinh bảo các bạn đổ nước vào hố, thế là lại lấy được cù lên. Lớn lên, Lương Thế Vinh thi đỗ trạng nguyên. Một số sứ thần Trung Quốc thấy có một con voi lớn, sứ thần bàn cho lấy một cái cân và nhờ Vinh cân xem voi nặng bao nhiêu. Vinh mỉm cười cho voi xuống mãn, đo chiều cao do mãn bị chìm. Sau đó Vinh dắt voi lên, sai lính xếp đá xuống, để phần mãn chìm bằng múc chỉ voi ban nãy. Rồi Vinh cho chuyển đá lên cân. Sứ thần Trung Quốc chợt hiểu, ông ta vô cùng bái phục tài quan trạng và không dám thử nữa.